đừng vì một tí đoạn đường bước đi mà cha mẹ và con cái mâu thuẫn. Không nên chấp pháp. Vì vậy, cứ từ từ hai bên sẽ giải quyết, thấu hiểu lẫn nhau. Em có thể trao đổi với bố mẹ em dựa trên cái chuyển hóa tâm thức này và cùng bàn với cha mẹ. Chứ đâu nhất thiết phải tranh cãi đúng sai. Và ngay kể cả bố mẹ thích thì theo ý bố mẹ cũng được. Nhưng rồi để cho bố mẹ thỏa mãn đi, đến lúc mà mình thấy nó khổ, bố mẹ cũng thương mình mà. Biết đâu chính bố mẹ mình lại đề xuất phương án thì sao. Nguyễn Cường có đặt câu hỏi: em chào thầy, thầy cho em hỏi, em đã dùng chương trình chuyển hóa tâm thức của thầy giai đoạn 1, gói giúp em học được nhiều, nhưng có CN là cái gì? Có chỗ à? Em chưa nghĩ cách giải quyết được. Bố mẹ muốn em theo con đường quan chức, em muốn đi theo con đường tư nhân. Điều ấy làm gia đình em xung đột. Thầy cho em lời khuyên với ạ. Em cảm ơn thầy. Chúc thầy và mọi người an lạc. Vâng, thưa Nguyễn Cường thế này. Thực ra mà nói, khi bạn đã học đến tầm chuyển hóa tâm thức rồi thì nghề nghiệp không có ý nghĩa. Vì khi bạn chuyển hóa tâm thức thì là bạn làm nghề nghiệp nào chăng nữa, bạn cũng chuyển hóa được vòng sinh mạng của mình vào vòng gì ạ? Sống kỷ luật, ăn uống thanh tịnh. Kiểu gì bạn cũng phải chuyển hóa mình vào cái vòng đó. Vậy thì làm quan chức vẫn được sống được cái vòng đó cơ mà. Hay là bạn làm tư nhân, bạn vẫn sống được vòng sinh mạng. Thứ hai, vòng trí tuệ. Thì dù bạn làm nhà nước hay bạn làm tư nhân, nếu bạn tập trung hết mình để giải quyết các công việc thì trí tuệ của bạn vẫn sinh khởi đấy thôi. Chứ đâu có phải là bạn làm tư nhân thì trí tuệ mới sinh khởi, còn làm nhà nước thì ngu đi. Chứ đâu phải làm nhà nước thì trí tuệ sinh khởi, còn làm tư nhân nó ngu đi. Không có con đường nào hơn con đường nào cả. Vấn đề là bạn bước đi trên con đường, tâm thế của bạn bước đi trên con đường đó thôi. Chứ không có con đường nào hơn con đường nào đâu. Vì nó chỉ là một con đường gì ạ? Một cái đoạn, nó chỉ là phương tiện trên cái cuộc đời của bạn. Nghề nghiệp nó chỉ là một phương tiện trong cuộc đời của bạn. Nó không phải là cuộc đời của bạn. Thứ ba, nếu bạn gì ạ? Muốn vật chất thì trong nhà nước mà bạn giỏi, bạn vẫn có tiền đấy thôi. Tư nhân mà bạn giỏi, bạn vẫn có tiền đấy thôi. Vòng tiếp theo là vòng gì ạ? Nghiệp lực. Nếu làm nhà nước mà bạn biết lo cho dân, cho nước thì nó còn quý hơn là cả tư nhân cơ mà. Quý như, ví dụ tư nhân thì như tôi mà lo được cho cán bộ công nhân viên, mà lo được cho khách hàng là mới lo được một ít thôi. Nhưng nếu bây giờ mà tôi được làm thủ tướng chính phủ chẳng hạn thì có phải nghiệp lực của tôi nó còn lớn hơn không? Có lo được nhiều hơn không? Vậy cho nên là thực ra đến một lúc nào đó thì bạn mới thấy rằng nghề nghiệp nó không có ý nghĩa nhiều lắm. Có phải là tôi là nghề chủ tịch một cái tập đoàn mà bây giờ đang ngồi giảng về đạo Phật đấy, nghề nghiệp đâu có ý nghĩa nữa. Có phải là ngày xưa tôi học đại học là điện tử viễn thông đấy thôi, nhưng bây giờ tôi đang làm kinh doanh đấy thôi. Có phải là anh Phạm Nhật Vượng học về mỏ địa chất đấy thôi, nhưng mà bây giờ đang làm kinh doanh đấy thôi. Vậy thì nó còn rất nhiều thứ biến động phía đằng sau cuộc đời của mình. Đừng vì một tí đoạn đường bước đi mà cha mẹ và con cái mâu thuẫn. Không nên chấp pháp. Vì vậy, cứ từ từ hai bên sẽ giải quyết, thấu hiểu lẫn nhau. Em có thể trao đổi với bố mẹ em dựa trên cái chuyển hóa tâm thức này và cùng bàn với cha mẹ. Chứ đâu nhất thiết phải tranh cãi đúng sai. Và ngay kể cả bố mẹ thích thì theo ý bố mẹ cũng được. Nhưng rồi để cho bố mẹ thỏa mãn đi, đến lúc mà mình thấy nó khổ,
bố mẹ cũng thương mình mà. Biết đâu chính bố mẹ mình lại đề xuất phương án thì sao. Quan trọng nhất trong cuộc đời này là học được những bài học. Chính vì vậy mà hôm qua Tuấn có chia sẻ cái khái niệm, vì ngày hôm qua là ngày doanh nhân, thì Tuấn có hỏi rất nhiều anh em đến chúc Tuấn ngày doanh nhân ấy, là hỏi là anh có thể định nghĩa cái từ doanh nhân giúp tôi được không. Đa phần định nghĩa bị thiếu, thì tôi phải định nghĩa lại thế này. Chữ doanh nhân thì ta phân tích chữ nhân đầu tiên. Chữ nhân bản chất là người. Người thì cuộc đời này đi tìm các giải pháp lo cho người khác. Còn súc sinh thì đi tìm những giải pháp để lợi về mình. Người và súc sinh nó khác nhau ở chỗ đó. Cho nên người ta dùng từ nhân có nghĩa là từ người. Đi tìm các giải pháp thỏa mãn người khác, lo cho người khác. Thế còn từ thứ hai là từ doanh, trong chữ kinh doanh. Kinh chính là bài học. Kinh Phật là bài học của Phật. Kinh Thánh là bài học của Chúa. Kinh nghiệm là bài học của mình thông qua trải nghiệm. Kinh sách là bài học từ sách. Kinh chính là bài học. Vậy thì trong cái từ kinh doanh chính là bài học trong thương trường. Vậy thì doanh nhân là gì? Là người đi tìm giải pháp thỏa mãn giá trị cộng đồng để nhận được những bài học cá nhân thông qua thương trường. Đấy chính là doanh nhân. Còn con buôn thì khác. Con buôn chính là gì ạ? Người đi thỏa mãn gì ạ? Người đi hoạt động trong thương trường và tìm các giải pháp thỏa mãn bản thân. Thì đấy là con buôn. Còn doanh nhân là phải gì ạ? Tìm các giải pháp thỏa mãn cộng đồng. Đó mới là ý nghĩa của doanh nhân. Cho nên các chị mới nhìn thấy tất cả những doanh nhân kiếm được nhiều tiền nhất, họ đều là những người đi tìm các giải pháp mới để thỏa mãn cho cộng đồng hơn là những giải pháp đang có hiện tại. Ví dụ Grab, Uber là một điển hình. Hay anh Phạm Nhật Vượng, anh tạo các khu đô thị là một điển hình. Tạo ra những thứ thỏa mãn hơn người khác đang thỏa mãn. Nhưng mà thường thì chúng ta kinh doanh, chúng ta không tập trung vào cái việc chúng ta tạo ra cái giá trị thỏa mãn hơn sự thỏa mãn những người khác đang tạo ra. Mà chúng ta đang tìm cách là gì ạ? Không tạo ra dịch vụ sản phẩm thỏa mãn hơn, mà chúng ta có đi hạ giá để tạo ra một sản phẩm dịch vụ nó kém thỏa mãn hơn. Vòng vật chất. Cho nên là con buôn chứ không thể nào là doanh nhân. Đấy. Chia sẻ với cả nhà như vậy. Cho nên là quay trở lại làm nghề thôi, quan chức cũng được. À. Mà gì ạ? À? Con đường tư nhân cũng được, học chuyển hóa tâm thức rồi. Là ai chả được. Tôi là ai mà cũng chẳng là ai. Cứ bình tâm mà đi, không sao cả. Tôi như này, ra trường cũng vào nhà nước, vào đường sắt rồi, bật ra ngoài, đi làm kinh doanh ra ngoài rồi. Xong rồi bắt đầu là gì ạ? À? Đùng cái lại chui vào Vinasin, lại lên đảng ủy khối, lại chui vào nhà nước, rồi lại bật ra thế này. Như vậy là gì ạ? À? Vào nhà nước bật ra, bật ra lại vào nhà nước lại bật ra, có sao đâu. Có phải cuộc đời của mình nó đóng đinh vào cái chỗ đấy đâu mà sợ. Thôi cứ trải nghiệm đi, đời là bài học mà. Cớ sao mình không có quyền được học? Nên nhớ, chả ai chết cả, chả ai chết đói cả. Chỉ có những người thiếu những bài học trong cuộc đời này thôi. Cho nên tôi mới chia sẻ với này các bậc phụ huynh. Tôi bảo dã man nhất của cha mẹ giàu mà không hiểu biết chính là nhốt con lại và chiều chuộng nó. Cuối cùng cả một cuộc đời nó sinh ra không nhận được bài học gì cả. Nó như một kẻ gà ngô. Nó như kiểu con gà nuôi đến thời khắc thì chết. Và nên nhớ, cuộc đời này chúng ta sinh ra trên hồng trần chính là trải nghiệm ở cái hồng trần này để nhận được những bài học. Cho nên hãy để con mình nó sống thì
tự do một tí, nó trải nghiệm một tí để nó học những bài học trong cuộc đời. Đừng lo một cách trọn vẹn cho con cái và mình lo hết, mình đánh cắp trải nghiệm rồi. Thì vô tình nó sống một đời sống không có ý nghĩa. Rồi ạ, cảm ơn câu hỏi của Nguyễn Cường.